Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị một đề tài rất là quan trọng, dường như quan trọng nhất là nền tảng đặc biệt cho sự thành công của đời sống cá nhân mỗi chúng ta, của gia đình và mối quan hệ xã hội. Nó có mang tên sự suy ngẫm lời Chúa. Nếu như bạn xem bóng đá vừa rồi, bạn phát hiện ra lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có một hiện tượng là trọng tài chạy đằng sau mông có một cái bình xịt lòng thòng đằng sau, và mỗi một lần ông ta phạt góc nào đó hay là phạt cái gì đó, ông ta cầm cái bình đó xịt một đường như vậy. Bạn đặt câu hỏi, cái gì mà lạ thế? Câu chuyện đang làm rất nhiều những chuyên gia về báo chí tốn nhiều giấy mực. Một người đàn ông 43 tuổi Israel, người Brazil, có tên là Heine. Ông này sinh ra trong một gia đình rất là nghèo khổ. Từ 8 tuổi đã phải kiếm tiền nuôi bố mẹ và anh chị em. Ông ta có một lần xem đá bóng. Và khi xem qua màn hình đá bóng đó, cái người mà tường thuật bóng đá thấy những người cầu thủ đứng xếp hàng rất lộn xộn, ông nói một câu này: có ai có thể giúp những cầu thủ này đứng đúng vị trí được không? Câu nói đó đã lọt vào lòng của người thanh niên này. 14 năm trước, người đàn ông 30 tuổi đó đã được cái lời nói đó bay vào trái tim của mình. Ông ta ấp ủ suy ngẫm: ai có thể giúp những cầu thủ này đứng đúng hàng được hay không? Lộn xộn quá. Ấp ủ câu hỏi đó để tìm câu trả lời. Một ngày buổi sáng nọ, anh ta bước vào nhà tắm để cạo râu. Từ cái ấp ủ đó, khi anh ta phụt cái loại kem cạo râu, anh ta phát hiện ra, ủa, nó đây rồi. Nó chính là đây. Hãy lắng nghe tôi nói này. Nếu bạn không suy ngẫm câu hỏi thì câu trả lời có đến với bạn, bạn cũng không nhìn thấy đâu. Nếu bạn không chú tâm vào một điều nào đó đặc biệt, câu trả lời có đến, có chạy trước mặt bạn, bạn cũng không bao giờ nhìn thấy. Bởi cớ đó tại sao bạn và tôi cần đọc lời của Ngài và có mặt tại đây mỗi một ngày Chủ nhật, để bạn được nghe những lời về sự thành công, bạn được nghe những tấm gương của những con người thành công, bạn tiếp nhận những điều đó vào lòng của mình, ấp ủ, bạn ấp ủ suy nghĩ những điều đó, rồi cơ hội tới. Hãy lắng nghe này, cơ hội không bao giờ thiếu cho cả tôi và cả bạn tại đây, nhưng chỉ vì chúng ta có mắt mà không thấy được nó thôi. Tại sao không thấy? Bởi vì chúng ta không chuẩn bị. Thế nào là không chuẩn bị? Bởi vì có gì đâu ở trong lòng mà chuẩn bị. Cho nên bạn phải nghe về những luật của sự thành công. Bạn phải hiểu được sự khôn ngoan của những kẻ thành công. Bạn cứ mang ấp ủ suy ngẫm những lời đó. Chàng thanh niên 30 tuổi đó cạo râu, và từ cái phen mà bôi lên mặt đó đã đưa tới ý tưởng tạo dựng ra một loại chất bio không làm hỏng cỏ và tan ngay trong vòng mấy chục giây. Anh ta hết thất bại này tới thất bại khác, bị người ta gọi là khùng. 14 năm thất bại rồi cuối cùng đã thành công. Tại Argentina và Brazil đã sử dụng các loại thuốc của anh ta làm. 18.000 trận đã sử dụng, và vừa rồi World Cup mới quyết định mua bản quyền đó, và anh ta đã trở thành triệu phú. Bạn ơi, bạn hãy học, hãy nghe, hãy suy ngẫm những lời đó. Và bởi cớ đó, bài giảng ngày hôm nay mới có chủ đề rằng hãy suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời. Hãy quay sang lân cận nói rằng hãy suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời. Amen, hallelujah. Và từ khi phát minh ra được bằng sáng chế đó, anh ta đã rút ngắn được những giờ phút nhàm chán trên sân đấu rất là nhiều. Từ 48 giây để sắp xếp đội hình đứng vào hàng
để làm hàng rào chống đá phạt. Mất 48 giây đến 1 phút, bây giờ chỉ còn 20 giây thôi. Và trong vòng 40 giây đó làm lên lịch sử đó anh chị em. Bởi vậy cho nên mỗi một phát minh của bạn và của tôi đều có ai đó đứng đằng sau đã trả giá. Hãy cùng tôi đọc đoạn Kinh Thánh sách Giô-suê đoạn 1 mà tôi muốn đọc với anh chị em, đoạn Kinh Thánh đặc biệt này. Hãy nói với người lân cận rằng chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa đấy. Hãy nói với người lân cận rằng hãy sẵn sàng nghe lời Đức Chúa Trời. Ok, sách Giô-suê đoạn 1, lời Chúa nói với chúng ta như sau: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Tôi đọc lại: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Bạn ơi, chúng ta đang sống vào thế kỷ 21, thế kỷ của văn minh, thế kỷ của những phát minh, thế kỷ của những máy liên tục phát minh ra. Từ loại iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPad 1, iPad 2, nó càng ngày càng hiện đại hơn. Và mỗi một cái máy đó kèm theo một cái quyền gọi là quyền hộ chiếu hay passport của cái máy đó. Không phải để cho bạn không nhìn vào nó, mà để cho mỗi khi trước khi bạn sử dụng, bạn mở quyền hộ chiếu của cái tủ lạnh ra, bạn mở hộ chiếu của cái TV ra, bạn mở hộ chiếu của cái ô tô của bạn, bạn mở hộ chiếu của cái máy computer của bạn, đọc kỹ càng. Và lời Chúa nói rằng bạn và tôi được Chúa tạo dựng, Ngài ban cho tôi và bạn quyền hộ chiếu đời người, là quyển Kinh Thánh này này. Cả thế giới 6.000 năm qua luôn tìm câu trả lời: chúng ta từ đâu tới, sống để làm gì, và chết sẽ đi đâu? Ba câu hỏi lớn đó mà bao nhiêu môn khoa học tìm kiếm. Ba câu hỏi đó có câu trả lời nằm trong quyển này này. Tôi nhớ năm 2003, tôi hứa với vợ tôi trước khi đẻ, cuối năm 2002, tôi nói rằng: em ơi, anh hứa với em, trước khi em sinh con, hồi đó chúng tôi sống tại Moscow, tại nước Nga nghèo khổ đó, anh sẽ mua tặng em một món quà. Món quà đó là cái máy giặt. Tặng vợ nhưng có lợi cho bản thân. Hỡi những người làm chồng, tặng vợ thớt, tặng vợ dao, tặng vợ nồi, tặng vợ bàn ủi, tặng vợ máy giặt là bạn có lời. Tôi chờ đợi cái máy giặt nó hạ giá, tôi đã mua nó về. Và cái ngày mà chúng tôi khai trương nó, tôi và vợ tôi bụng chửa như vậy, đứa đầu tiên rất là to, chúng tôi cho một mẻ quần áo vào, cắm điện, bật nút. Và ở bên Nga đó, chúng tôi thuê một cái nhà mà trong cửa ba, trong cái nhà đó vô lùng có 3 gia đình, ở mỗi nhà mỗi gia đình một phòng. Thật ra tiếng ầm ở cái nơi đó là hàng xóm sẽ gõ tường ngay khi bấm nút để cho nó chạy. Mọi người biết không, cái máy giặt mà nó nhảy như con ngựa vậy, như vậy. Tôi đè nó xuống, vợ tôi đưa cái bụng to như vậy đè lên cái máy giặt. Tôi bảo: tại sao lại mua ngựa về thế này, và không biết làm sao để mà tắt được nó. Nó vẫn nhảy như là cục. Tôi mới rút ngay cái dây phích cắm ra để cho nó tắt luôn. Rất là hại máy nhưng bắt buộc phải làm, nếu không hàng xóm sẽ gõ tường. Toát mồ hôi và sợ, tại sao? Có điều gì sai chặt ở cái máy này? Tìm hiểu và phát hiện ra em trai của Thủy Tiên, vợ tôi, rất giỏi về kỹ thuật. Cô gọi điện thoại về với em trai tại Đức, hỏi thế nào, tại sao lại như vậy. Cậu Thiên Ân có nói với chị gái nó rằng: chị ơi, ở đằng sau cái máy đó có một cái cục, nó còn ở trong đó, cần phải tháo ra vì họ cho vào đó khi di chuyển không bị hỏng cái loại ga trong đó. Thế là chị phải mở ra tháo cái đó ra. Hai đứa tôi bàn nhau bảo nó nằm chỗ nào. Thì nó nói rằng: hãy mở quyển hộ chiếu, hãy mở passport của cái máy giặt ra thì tìm được cái cục đó nằm ở chỗ nào. Chúng tôi mới giờ cái passport ra và mới tìm thấy cái cục nó nằm ở chỗ đó. Tháo ốc, rút nó ra, máy chạy êm do. Bởi vậy cho nên lời Chúa nói rằng nếu như cuộc đời của bạn nhảy như như vậy. Tôi vào trong một cửa hàng hoa mua hoa tặng vợ, thấy có một anh bán hoa ở ngay sát nhà tôi, bảo: ố,
mua hoa tặng bồ à? Tôi bảo ra tặng bồ. À, chúng vợ đi chơi với bồ phải không? Tôi bảo vợ tôi là bồ của tôi đấy. À, anh này có vẻ lãng mạn ghê nhỉ. Tôi hỏi thế anh sẽ đứng lâu chưa? Ờ, mười mấy năm rồi. Thế con cái vợ anh làm sao? Bảo là thôi đừng hỏi vợ nữa, tôi 4 lần vỡ đò rồi, đang ở với lần thứ 5 đây mà không biết lúc nào nó vỡ đây. Bạn ơi, nếu như cuộc đời của tôi và bạn nhảy lên như ngựa như vậy, nó đã đến lúc bạn cần phải rút ổ cắm ra. Đừng để cho nó chạy tiếp nữa, mà cùng nhau ngồi lại xem lại passport cuộc đời của bạn. Và lời Chúa nói rằng các con ơi, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng các con, hãy suy ngẫm xem các con cần phải được sử dụng như thế nào. Và như vậy mẹ giặt sẽ được tốt. Amen. Và vậy cho nên trong cuốn Kinh Thánh này đặt ra những nguyên tắc thành công trong cuộc đời của tôi và bạn. Một nguyên tắc mà ở đó tôi và bạn có thể được thành công. Bạn ơi, hãy học những nguyên tắc thành công của những kẻ thành công. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Bạn và tôi cần phải những người thành công. Đừng xấu hổ ghen tị với những kẻ thành công. Hãy bám vào họ, hãy đi theo họ. Và lời Chúa giúp cho tôi và bạn thành công. Amen. Amen. Bởi vậy cho nên Chúa muốn tôi và bạn thành công. Bất cứ một nước văn minh phát triển nào, ở đó họ ảnh hưởng bởi tin lành lời của Kinh Thánh. Bởi vậy cho nên khi bạn suy ngẫm lời Chúa, tôi tin Chúa được nửa năm. Năm 1993 về phép Việt Nam, bố mẹ tôi chống tôi tin Chúa lắm, tưởng tôi đi theo phản động. Và theo dõi tôi khoảng 2 tuần tại nhà, bố tôi mới nói rằng: Hùng, Giê-xu của mày tao không biết là ai, nhưng ai mà thay đổi được mày thế này chỉ có ông trời thôi. Tôi bảo cảm ơn bố, Giê-xu của con là ông trời. Chỉ có 6 tháng mà con trai của ông được thay đổi, bởi vì quyển sách luật pháp này đã ở trong lòng của tôi mặc dù hồi đó còn ít. Người Do Thái không thông minh hơn người Việt Nam đâu. Bộ não của họ, đầu của họ cũng cân nặng y chang như chúng ta. Thậm chí chúng ta cũng còn nhiều người khôn hơn họ lắm. Người Nhật không khôn hơn người Việt Nam đâu. Người ta nói rằng một người Nhật là con thỏ, 3 người Nhật là con hổ. Còn họ nói rằng một người Việt Nam là con hổ, 3 người Việt Nam là con thỏ. Bởi vì chúng ta không học được cách chơi đồng đội. Chúng ta không học được cách làm sao để cho người khác sút vào gôn. Chúng ta chỉ muốn sút vào gôn nhiều giống như CR7 thôi. Đó là cô Ronaldo đấy. Thành ra mới phải loại sớm. Đối với anh chị em, chúng ta cùng nhau học. Đây là nguyên tắc thành công. Amen. Chúa muốn chúng ta thành công. Ngài đặt sự thành công đó vào trong quyển sách này. Và Ngài muốn chúng ta hãy đọc quyển sách này vào lòng của mình. Tiếp nhận lời đó giống như hạt giống của người nam tới với vợ của mình vậy. Cứ mang cái bào thai đó để có một ngày thành công sẽ được nảy nở. Amen. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Anh chị em, tôi biết là nóng nhưng tôi trên này nóng hơn. Tôi đang được một dàn đèn đang nướng tôi vậy. Thế chúng ta cùng nhau chịu được một chút. Amen. Quạt rất là mát. Cảm ơn Chúa. Ok, tiếp tục bài giảng ngày hôm nay. Bởi vậy cho nên khi bạn cứ mang những ý tưởng của Đức Chúa Trời trong lòng, thì bạn sẽ nghĩ như Đức Chúa Trời nghĩ, bạn sẽ làm như Đức Chúa Trời làm, và bạn sẽ thành công như Đức Chúa Trời thành công. Anh chị em có thấy có những người nào mà họ thích Ronaldo, họ thành tượng hóa Ronaldo, bạn thấy họ đi cũng giống Ronaldo? Họ bắt đầu nghĩ giống như thần tượng của họ, họ làm giống như thần tượng của họ, và họ thành công cũng giống như thần tượng đó. Cảm ơn Chúa. Có điều gì không? Ok, vì cái micro này nó rất là nhạy. Thế ra khi mà quạt nó quạt vào đây đó, thì cái tiếng ầm nó sẽ bị đập lại. Thôi, tôi đành chịu nóng một chút. Nóng mồ hôi ra, mỡ sẽ giảm bớt nhiều hơn. Nó khác gì vào sauna đâu. Tôi hứa với anh chị em sẽ cố gắng giảng ngắn ngắn một chút. Mùa hè chúng ta lên giảng ngắn ngắn một chút. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Sách Mark đoạn 4 câu 20 cho chúng ta biết rằng suy ngẫm là tăng trưởng đời sống của mình. Những kẻ mà biết làm việc bằng đầu óc của mình trước khi làm việc chân tay thường sẽ làm ông chủ. Bởi vậy cho nên lao động bắt đầu từ đây.
nó sẽ giúp cho chân tay của bạn sửa sai ít hơn. Còn nếu bạn khởi sự làm việc bằng chân tay, rồi sau đó mới nghĩ hậu quả, bạn sẽ phải sửa sai nhiều hơn. Thành ra, một nguyên tắc để giúp cho chúng ta thành công, sách Mác đoạn 4, câu 20 nói rằng, nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán cùng họ rằng, có ai đem cái đèn để dưới cái thùng hoặc để dưới cái gầm giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều chi kín mà không lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà chẳng phải rõ ràng. Hãy lắng nghe tôi nói này, hãy lắng nghe này. Thất bại và thành công không bao giờ đến với tôi và bạn một cách thình lình. Thất bại mà bạn và nhiều người nhìn thấy bây giờ của bạn, nó đã ở trong lòng bạn giấu kín từ lâu rồi. Thành công mà người ta nhìn thấy bây giờ và bạn nhìn thấy bây giờ trong đời sống của bạn, sự thật, thành công nó bắt đầu từ trong lòng của bạn, kín giấu từ lâu rồi. Bạn ấp ủ điều gì thì điều đó sẽ thành sau này. Bạn ấp ủ cái hạn, bạn ấp ủ cái tin dữ, bạn ấp ủ tử vi bói toán, thì cái ngày hạn sắp tới nó sẽ rõ ràng ra thôi. Bởi vậy cho nên thà cứu mang điều tích cực hơn là cứu mang những điều tiêu cực. Mẹ tôi đã từng xem bói cho tôi số chết yểu, hạnh phúc hôn nhân không có, năm thê 10 thiếp. Nhưng khi tôi tin Chúa năm 92, tôi tiếp nhận lời của Kinh Thánh vào lòng của tôi một lời khác. Chuyên bạn ngày hôm nay được quyền lựa chọn ngày mai của bạn sẽ là ai, phụ thuộc bạn tiếp nhận sứ điệp gì ngày hôm nay. Đừng tin vào tử vi bói toán. Amen. Hallelujah. Lời Chúa nói, chẳng có điều chi kín mà chẳng phải lộ ra. Cái gì mà bạn nhận trong lòng bây giờ này, nó giấu kín ở trong lòng này, nó sẽ lộ ra trong tương lai. Năm 93, khi Chúa nói với tôi rằng con sẽ đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, lúc đó giấy tờ của tôi tại bên Nga còn không có nữa. Tôi hay bị công an bắt để phạt tiền. Và mỗi lần tôi nói rằng tôi sẽ đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, mấy người bạn cùng hội thánh nói rằng, mục sư ơi, mục sư hơi bị ảo tưởng đấy, mục sư có mà đi vào mắt ấy, có đi xuống Siberia đi vào tù mà giảng tin lành đó. Tôi vẫn tiếp tục điều mà Chúa nói. Tôi tự động thâu lời của tôi vào trong cái cassette TDK 90 phút. Mặc dù lời tiên tri chỉ có 3 phút thôi, tôi thâu đi thâu lại trong cái đĩa băng đó. Mỗi khi đi ngủ, tôi bật và gắn vào tai nghe này. Lời đó, nó cần phải rơi vào lòng của tôi, suy ngẫm ngày và đêm. Hồi đó tôi nói lắp và nói ngọng, không giảng được, không nói được lưu loát ra miệng. Mẹ tôi biết điều đó. Có lần bà xem trên TV, nhìn thấy tôi như vậy, tôi hỏi, mama ơi, đây có phải là con của mẹ không? Mẹ có thấy con còn có lắp, nói lắp không? Mẹ tôi ngồi dưới nói rằng, đúng là con, nhưng mà không còn lắp nữa. Chúa chữa lành cho tôi. Bởi vậy cho anh chị em ơi, nếu Chúa thay đổi được con người bất tài này, thì bạn cũng nằm trong số của những người thành công. Miễn là quyển sách luật pháp này trở xa miệng ngươi, hãy tiếp nhận nó vào lòng của mình, giữ nó trong nơi kín nhiệm, cứu mang nó đến ngày sự thành công ở bên trong lòng của bạn sẽ lộ ra, như người thanh niên Brazil vừa rồi vậy. 14 năm cứu mang những điều ở trong lòng, đến sau đó được lộ ra. Bây giờ cả thế giới biết danh của con người đó. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ được Chúa Trời. Lời Chúa nói tiếp, nếu ai có tai mà nghe hãy nghe. Bạn tưởng hai cái gì ở trên đầu của bạn ở đây gọi là tai mà đôi khi chúng ta làm đúng chức năng à? Cái mà không cần nghe thì lại nghe, cái mà cần nghe thì lại không chịu nghe. Bởi vậy cho nên Chúa mới nói rằng không phải cứ có tai là nghe được đâu. Mọi người hiểu không ạ? Không phải cứ có tai là nghe được đâu. Người ta khoái nghe những điều tiêu cực. Mới thấy vụ đụng xe, óc nó vọt vào, ở đâu, chạy ra tìm hiểu ngay. Mới đi bán hàng ngoài chợ Đầu Xuân nghe thấy, vợ chồng cái thằng kia đánh nhau, thế nào đánh nhau thế nào mày? Cái điều không cần nghe lại nghe, điều tốt không chịu nghe mà toàn chạy theo tin dữ. Bởi vậy cho nên Chúa mới nói rằng cuộc đời của các con nó là kết quả những gì mà các con đã nghe đấy các con ạ. Suốt ngày nhạc vàng, 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ. Rồi nếu mai anh chết em có buồn không?
không phải đám cưới hôm qua, đám cưới mừng tôi đến một đám cưới, cô dâu chú ý đang ngồi mà chàng lên hát bài "Nếu mai anh chết em có buồn không?" Tôi hỏi cô dâu chú rể làm sao chịu nổi. Ai có tai biết nghe hãy nghe, ai có tai để mà nghe hãy nghe. Tiếp theo lời Chúa nói rằng Ngài lại phán rằng hãy cẩn thận về điều mình nghe. Kinh không? Nếu nghe mà nó chả có tác hại tác dụng gì thì Chúa đã không nói hãy cẩn thận về điều các ngươi nghe. Các con ơi, Chúa nói như vậy, cuộc đời của các con thành công hay thất bại ngày hôm nay là bởi vì nghe đấy. Mọi người biết vì sao nó quan trọng không? Bởi vì cái gì vào thì nó sẽ ra như vậy. Bạn cho vào tủ lạnh của bạn cái gì, lúc bạn đói mở tủ lạnh ra sẽ lấy được cái đó. Còn nếu như không cho vào tủ lạnh cái gì, lúc đói bạn mở ra lẩu, xin lỗi lẩu không có, ông có cho vào tôi cái gì đâu mà ông đòi lấy từ tôi ra. Thấy ra đầu của bạn, lòng của bạn là một cái tủ lạnh. Bạn cho cái gì bên trong bạn sẽ lấy từ đó ra sau này. Cho rác vào tủ lạnh, bạn lấy rác từ tủ lạnh ra. Còn cho thịt vào tủ lạnh, bạn sẽ lấy được thịt từ tủ lạnh ra. Hay quay sang người lân cận nói rằng hãy cẩn thận những điều gì mình nghe. Người ta sẽ đâm cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đâm cho, và thêm vào đó nữa. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Kinh không? Chúa không hề xã hội chủ nghĩa nha. Xã hội chủ nghĩa là Robin Hood, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. Nhưng mà Chúa này có một nguyên tắc rằng nếu biết nghe và biết thay đổi, kẻ giàu sẽ giàu hơn, kẻ nghèo càng nghèo đi. Bất công không? Bất công không? Như vậy Giê-xu đang bênh vực địa chủ cường hào ác bá à? Xin lỗi không. Nếu như Chúa luôn ban phước chỉ vì chúng ta nghèo thì Ấn Độ và Trung Quốc được Chúa ban phước đầu tiên. Nhưng không phải, Ngài muốn dạy chúng ta cách câu cá trước khi chúng ta câu cá. Kẻ mà được ăn cá bởi ăn xin sẽ tiếp tục đói tiếp. Nhưng Chúa dạy chúng ta học cách nghe các con ạ. Ta thương xót các con đến ngày nào, nếu các con nghe sai mà ta vẫn sửa lại cho các con được thành công thì các con sẽ tiếp tục sai. Cái nguy hiểm nằm ở chỗ các con không cho dòng dõi các con một nguyên tắc thành công, cho nên mặc các con thất bại. Nhưng hãy đứng lên trên khỏi chân của mình, đói đầu gối phải bò các con. Hãy học nguyên tắc thành công trong Kinh Thánh. Amen. Được rồi, cho nên bạn có cái gì ở trong lòng, hãy cẩn thận cái tai nghe. Nếu như bạn không biết cách nghe, bạn sẽ bị lấy mất đó. Đã lần nào bạn nghe một câu chuyện nào đó xong bạn sợ tối không ngủ được không? Có ai từng như vậy, giơ tay tôi xem nào. À, hay là chỉ có tôi sợ ma? Mẹ tôi là người sợ ma nhất làng, mà lại tủ chuyện ma lại nhiều nhất làng. Con nói mẹ biết đấy, bởi vì mẹ tôi hàng tuần nghe bài giảng. Bà thường xuyên kể tôi, đặc biệt khi nào mà trời mưa đó là bà hay kể chuyện ma cho tôi xem lắm, nghe lắm. Và mỗi một lần như vậy là sợ. Tất cả mọi dũng khí trong con người của tôi là đều sợ. Mỗi lần nghe chuyện ma là bắt đầu mất hết cả lòng dũng cảm. Bởi vậy cho nên nếu như bạn không biết cách nghe, cái điều không đúng đó sẽ lấy đi điều đúng ở trong lòng của bạn. Bạn nghe không biết cách nghe, bạn sẽ đánh mất tình yêu của bạn với một ai đó. Bạn đang yêu ông Cần, đang thương gia đình ông Cần, bỗng nhiên nghe một ai đó nói xấu về ông Cần, bạn mở tai nghe điều đó, bạn bỗng nhiên ghét ông Cần luôn. Bởi vậy cho nên hãy cẩn thận nghe. Amen. Hãy cẩn thận nghe. Tại sao Chúa tạo dựng ra chúng ta hai tai mà chỉ có một miệng là như vậy đó. Cảm ơn Chúa rồi, không phải là hai miệng một tai nằm giữa. Nghe nhiều hơn. Mau nghe, chậm nói, chậm giận là thành công. Mau nghe, chậm nói, chậm giận là thành công. Đó là điều tôi muốn chia sẻ bài giảng ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện nào. Thực ra thịnh vượng của nước trời có liên quan tới nghe và suy ngẫm. Người đàn ông Brazil đó đã suy ngẫm một câu nói tưởng chừng nó vô thường vô phạt. Và ngay cả tác giả của câu hỏi đó hiện nay cũng không biết là ai. Cái vấn đề ai nói không quan trọng. Vấn đề ai gieo ý tưởng không quan trọng. Cái vấn đề ý tưởng được thành hiện thực mới là quan trọng. Donald Kebab mà đã tạo ra rất nhiều triệu phú, người cha đẻ ra loại
kê bắp này lại chết bởi vì đói nhận hát phi à? Bởi vì phát minh của ông ta không coi trọng, không mua bản quyền và đã bị chộp mất. Bởi vậy cho nên anh chị em, ai đó phát minh ra không quan trọng, nhưng bạn sử dụng nó như thế nào là điều quan trọng. Thành ra hãy tiếp nhận lời Chúa, suy ngẫm lời đó và đời sống của bạn sẽ được thay đổi. Amen. Nào chúng ta đến Chúa cầu nguyện nào. Tôi đặc biệt mong muốn bạn hãy nghe đề tài ngày hôm nay của Kinh Thánh, ở trong đó có rất nhiều những luật về các lĩnh vực của cuộc sống, đời sống vợ chồng, đặc biệt hai bạn trẻ ngày hôm qua mới làm hôn nhân, hôn lễ. Hãy suy ngẫm lời Chúa, mối quan hệ giữa vợ với chồng, chồng với vợ. 4 tháng trước các bạn có thể cưới người mình yêu, nhưng sau ngày hôm qua hãy học yêu cái người mình cưới. Hôn nhân không phải lúc nào cũng trên hoa hồng dài trên đường như ngày hôm qua đâu. Hãy chấp nhận người kia cả điểm tốt, điểm xấu, điểm mạnh và điểm yếu, lúc nghèo khổ, lúc giàu có. Mỗi một người tại đây, bạn có thể trong một lĩnh vực nào đó bị yếu, thất bại. Đây là lúc mà bạn suy nghĩ lại cuộc đời của mình. Những thất bại đó đang tỏ tường ra. Hãy chạy tới những người tư vấn trường nhóm tế bào hoặc mục sư trong hội thánh, đặt câu hỏi để bạn suy ngẫm những nhân vật trong Kinh Thánh, những lời hứa của Ngài. Để lời đó bạn ủ ấp trong lòng của mình, nó sẽ sinh lại bông trái trong thời gian tới. Hãy nghe những sứ điệp có ích cho bạn, thay vào những thông tin buồn phiền, tử vi bói toán có hại cho bạn. Hãy nghe, hãy biết nghe, hãy cẩn thận những gì mình nghe. Cứ mang ấp ủ suy nghĩ, hãy nói lời đó ra miệng của mình, cẩn thận thực hiện từng bước một để ước mơ của bạn không viển vông. Hãy thực hiện nó, đừng chỉ chưa để ông chưa đủ ông nghe để nghe hàng tập. Nào hãy xem lại 1 đến 2 lĩnh vực trong cuộc sống của bạn đang là điểm yếu. Bạn có thể thất bại trong hôn nhân, bạn bất hạnh trong hôn nhân, bạn dạy dỗ con cái không được thành công, bạn nợ nần trong thương trường, bạn thất bại trong mối quan hệ bạn bè. Biết bao nhiêu lĩnh vực trong cuộc sống của bạn, bạn có thể liệt kê ra 1 trong 2 lĩnh vực đó. Và ngày hôm nay hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con có điểm yếu, cho nên con cần tới Ngài. Hãy ban lời của Ngài trong lĩnh vực yếu này của con, để con bứt ra, con nghe nó, suy ngẫm lời đó, để con được thành công trong tương lai. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Nếu bạn biết được bạn có 1, 2 những lĩnh vực yếu đó, hãy giơ cánh tay của mình lên, tôi cầu nguyện cho bạn bây giờ này. Có thể tính cách của bạn nóng tính, có thể tính cách của bạn nhút nhát, có thể tính cách của bạn không dám đương đầu, bạn luôn bàn lùi, tự ti và mặc cảm. Và biết bao nhiêu cơ hội tới với bạn, bạn đã đánh mất mất bởi chỉ vì sự nhút nhát, tự ti của bạn. Và ngày hôm nay hãy dâng tất cả mọi điểm yếu cho Ngài, và hãy cảm tạ Chúa vì bạn đã phát hiện ra điểm yếu đó, để khi bạn được Chúa giúp bạn trở thành kẻ mạnh, bạn biết cảm tạ Chúa và biết thông cảm với những kẻ yếu khác chạy tới với bạn xin lời khuyên, không khinh bỉ họ. Thất bại của bạn là thành công tương lai của những người khác. Thất bại của bạn ngày hôm nay là hòn đá lót đường cho thành công của bạn ngày mai. Hãy tiếp nhận thất bại ngày hôm nay giống như hạt giống cho thành công ngày mai của bạn. Và bây giờ tôi muốn cầu nguyện cho bạn trên lĩnh vực đó. Cha ơi, Đấng tạo dựng ra chúng con đôi mắt để nhìn thấy con cái chúng con, Đấng tạo dựng ra đôi tay cho chúng con để giúp đỡ con cái chúng con, thì Đấng đó cũng có đôi tai để nghe lời cầu nguyện, có đôi mắt để nhìn thấy những nan đề, có đôi tay để đến đáp ứng nhu cầu của chúng con. Những cánh tay này đang giơ lên tại đây nói với Chúa rằng mỗi chúng con đều có những điểm yếu, hãy giúp đỡ chúng con Chúa ơi, để qua chúng con giúp đỡ những kẻ khác. Hãy nâng chúng con lên một tầm cao mới, để chúng con biết nâng đỡ những kẻ khác. Hãy yêu chúng con, thương xót chúng con, để chúng con thương xót và yêu những kẻ khác. Chúng con cảm ơn Chúa vì điểm yếu này.
để qua điểm yếu khi chúng con đầu hàng Ngài là lúc Ngài hành động. Không có bao giờ muộn, không có bao giờ trong Ngài là muộn, và chẳng có điều gì xảy ra với cuộc đời chúng con là tình cờ. Hãy thay đổi chúng con từ kẻ thất bại thành kẻ chiến thắng. Chúng con cảm ơn Ngài. Con giao phó những con người này, những cánh tay này đang giơ lên trong tay Chúa, và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.